Hi, hello anh em và chào mừng em quay trở lại với chạy nổ của CZ. Tất cả linh thú nhận hai trang bị truy hồn. Ok, phết anh em ơi. Truy hồn sớm này tự tin chơi cũng được này. Ai à, what the hell? Chơi nhiều trang bị này phả nhau sớm nguy hiểm phết anh em ơi. Kiểu... Cho gát đấm đi. Floor xiên chắc kiểu gì cũng ngoèo rồi. The door to another dimension opens now. Hết tiền rồi. Shall I compare thee to a... Dễ con rat đấm được 2 lần hơn là con floor xin được 2 lần anh em. Rat này trâu hơn. Shall I compare thee to a summer's day? À, nguyên tố à? Cái mình cần đó. Test độ trâu của tướng mà. Em đi. Shall I compare? Xoắn chi bình. Càng thế, hai tay sách thánh các thứ đồ đấy. Mày. Đồ này à, đồ này đánh gì nhỉ? Xem ra đồ gì nữa anh em ơi. Đồ này thêm ngọc đại, thêm cái thương nó cũng thành con rồng. Mà thực ra đồ này đánh ma lốc thêm tiếp thứ, nói chung đồ cũng khá là đa dạng phong phú. Chưa biết được là chơi gì. Tạm thời lấy mấy con cầm máu về nhé. Cầm máu tốt thì lấy về thôi. Xem ra đồ gì nữa. Xem ra thương không, xem ra giáp hộ mệnh không, các thứ. Người tươi thế nhỉ? Cả nhà mình thích cái này hơn. Văn heo cũng được, văn heo đi. Văn heo hơi tốn nhỉ? Thương đáy à? Đáy thương đáy à? Shall I compare thee to a summer's day? Ah.
Ai à, đau thế? Thì bắn đau chứ. Sinh ra đồ gì nào? Lạy chúa tôi. Để bảo cho tí nữa, cho tên nốt cái thương nữa đi. Chứ không phải đánh hạ ám được anh em. Ngọc đại đánh hạ ám ok lắm. Ba đuổi cho rồng. Nhưng mà rồng không có thương thì cũng trông hơi đần độn. Ôi không đánh voi à? Cười nhỉ. Lo mình trâu hơn pho kia đó. Nó hay kết luôn. Ok, cầm máu tốt anh em ơi. Good shot anh em. Chưa là bán thần này. Vừa mới nói xong. Để góc này không yên tâm lắm nhỉ. Sao để góc kia yên tâm hơn. Đồ con này kia cũng không đẹp lắm. Hai đấm luôn. Kỳ AFK mà rồi. Someone is AFK. Trông có vẻ là đánh nguyên tố trận này rồi. Đánh cao là vậy rồi. Lúc này yên tâm hơn. Má có liềm anh em ơi. May đó. Phải lẽ là lên 12 vàng lên level 7 luôn giữ máu tốt quên đấy. Pháo thủ tiếp đi. Xin một cái thương hoặc là xin một cái đồ bố mana nữa anh em ơi. Xin một cái thương cũng được. Kiếm này. Tôi lên ham cứ lên sớm đấy. Lên sớm giữ máu cũng được thôi chắc.
Đến sớm giữ máu, Arduin nhau tạo mấy phát các bạn. Kiếm cho nó chí mạng thêm một tí để mình có thấy Vio này vẫn đang chơi khá là ổn anh em ấy. Kiểu chưa có lý do gì để mình vứt bỏ nó ấy. Đang ổn. Vẫn đang ổn thì chơi thôi. Biết sao giờ. Úi dồi, 3.589 mạng. Úi dồi, điên quá. Tự nhiên nó mọc ra cái thanh kiếm mà mình đang định bỏ pháo thủ của đấy rồi ấy, nhưng mà tự nhiên mọc ra thanh kiếm anh em ấy. Mọc thế thì chịu rồi. Ôi thôi xong rồi. Fuck my. Này thì phải bỏ này rồi. Nó kích thêm con này và thêm con Jill. Nếu như em là mây trời, nếu như em chẳng xa vời. Tiêu. Mọi người như đó. Anh mơ mộng nó tu 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 mộng mơ về you đó. Kiếm nắc nào em ơi. À, sao mình lại ấn nhầm, trời ơi, mình ấn con rồng mà nó không vào, ui à. Cay thế. Trời ơi, cay thế anh em ơi. Ấn con rồng mà nó không vào, ấn con... ấn trượt. Má, tay nhanh hơn não mà. Cái thế nhỏ. Ai... cay quá anh em ơi. Kìa. Còn ba nguyên tố nữa. Đen quá, đen tận mạng đó. Tí được hai con rồng rồi, bây giờ còn có 6 con, em ấy tiếc không anh em ơi. Sai lầm đấy nó là cái sai lầm chí tử đó. Người ta gọi là sai lầm chí tử đó, chín con nắc đúng không? Không sao, những người giàu chúng ta phải chấp chấp một tí mà. Làm sao được? Phải chấp chấp một tí đấy, các con dùng hai rồi. Ủa, thiếu con hạ ám à? Ai không có thương. Quên mất. Quên nhiều quá, thương sao quả này thổi vẫn đẹp này. Nhưng mà lẽ ra nó thể thổi đẹp hơn nên hơi tiếc. Chấp ba đồ đấy anh em. Chấp thế còn chấp thế nào nữa. 47. Thu đen 2 bây giờ không cần nữa nhỉ? À, Azenka bay này. Có cái gì? Kiếm lên có đi, ui, mày thế! Lên này nhót à? Thế nhót thì hơi tiếc, còn tu lên này nhót tiếp đi. Thì mua tu lên lại sau nhé. Thôi lên 9 thôi. Chiêu chiêu bên 9 thêm con thên. Con thên vào cho nó cầm cái thương ba đồ này. Bán thần thì mình đang
Đang hơi cân nhắc, nhưng mà chơi bán thần thì mình sẽ cần thêm một độ 40 mana nữa. Nếu mà là cái đồ mà nó 40 mana là búp cho 20 mana cho con rồng luôn ấy thì càng tốt anh em ơi, thì mình chơi bán thần được luôn. Thì dự kiến là vậy. Giờ cứ lên 9 đã nhé. Con cá đã đi. Là có con cá thì bây giờ chưa có đồ thì mình cứ tạm thời là có cứ chờ anh một chút nhé. Mình có góc nào mình cần thổi không nhỉ? Con này bắt con rồng này, góc này bắt được con Yon này, góc này có thương này. Đấy, góc này là đẹp rồi anh em ơi, này khá đẹp. Dùng thổi chéo này. Khác gì nhỉ? Đêm đêm em mơ mộng. Mộng mơ về you đó. Lo xiên này. Nếu như em là mây trời, nếu như em chẳng xa vời. Tiêu 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 tiêu. Mộng mơ về you đó. Xem đồ gì nào anh em ơi. Chứng nhận pháo thủ à? Được không nhỉ? Chứng nhận pháo thủ à? Này, anh em lại bảo là trận nào mình cũng chơi pháo thủ chăng? Bây giờ mình có một cái thanh kiếm này. Tại cái bút không tản lại không phải cái gì quá là hợp lý mình được đấy, chơi Celica nhá, chốt chốt con bài Celica anh em ơi, ngoài vùng dự đoán của mình đó. Tự nhiên lại có cái pháo thủ này, thổi con teo. Ngoài tầm dự đoán thật. Chết rồi, thế thì mình chơi thêm được nữa không nhỉ? Có hai kết này cho rồng rồi đúng không? Truy hồn này cho ấy rồi, Silica cấm này rồi. Thiếu một ngọc đại cho con ấy, hoặc nếu mà mình có bán thần mình cho bán thần vào. Cho bán thần vào cái đồ này rồi, kia 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 kia. Thiếu một độ 40 mana mà nó búp được cho team anh em ơi. Xong rồi mình sẽ chơi được xong rồi mình sẽ chơi được bán thần này, ba bán thần bỏ bỏ đi ba bạn nguyên tố này, ba bán thần này, thêm con Silica. Ổn áp đấy, phong cát thì đứng tanh. Ổn áp thương bắt đáy bên này đúng không? Bắt được con teo, bắt được con ấy, con này dí con do được này, rồng thổi lệch này, con cát bên này hợp lý đấy. Ok, góc này thổi hợp lý đó, không có gì sai đâu. Bất ngờ ghê, máu thủ. Thổi chết luôn. Đừng cho nó dặn, đúng rồi. Azenka công ty sớm lên này. Chết con này Illu. Ok luôn. Thì lúc con Azenka xuống góc này nó cũng làm việc hiệu quả vãi anh em. Còn nó có rách thánh các thứ mà, hay là huân chương hải thần xuống đây là nó cũng quẩy điên rồi, khu đấy phết đấy. Đừng đùa. Lên luôn nhé, giữ chuỗi thắng. Nó đi. Thích tích tiền chia thêm mấy con nữa anh em ơi. Như kiểu con Celica chẳng hạn. Thánh kiếm mà. Theo thành kiếm cho con này ngon hơn vì nó có chí mạng vì sát thủ anh em. Vẫn nhảy một phát này. Thua mất rồi, mất cái chuỗi thắng của mình rồi à? Vậy là mất chuỗi thắng của mình rồi anh em ơi. Do nó sấy thẳng quá. Đánh thường một phát mất chuỗi thắng rồi.
chín sớm cũng giữ được. Gaia các thứ. Đấy là ném thanh kiếm cho con kia. Sao phải ném thanh kiếm cho cái con kia rồi sớm. Con kia vẫn chưa ra. Trợ thủ. Không men. Men mua lại được. Tích tiền. Dòng thì cứ giữ càng nhiều càng tốt thôi. Không có gì. Tần con Celica này. Thủ cho đốt Nakot đi. Nakot chém xuống chí mạng được. Ra đồ mình cần rồi. Justice reigns supreme. Cái lu phải giữ lại nhé. Tí nữa mình chơi. What is my target? Magic kiếm này. Truy hồn. Lấy cả hai chắc không cần. Nó có 3 thì thôi. Dòng 3 thì còn suy nghĩ. Sẽ cả lâu quá, em phải có ngọc đại gây đồ 40 mana gì cơ. Quả này không ra ngọc đại là mình... À không ra đồ 40 mana thì mình sẽ bán con Illu đi nhá. Chơi nguyên tố Silica vậy. Còn nếu mà ra thì tốt. Sẽ cạn chứ ulti này. Ai trưởng chơi từ đầu game cuối game không ulti được phát nào em. Em đánh thế thì giờ anh rồi. Nào ra đồ gì đây. À, à, trời ơi. Sao mình cứ ấn tinh tinh thế. À, ê. Fuck what the hell man. Trời ơi sao mình cứ thả đồ linh ta linh tinh vừa va vừa vẩn vậy. Ghét thế nhở, lại mất cái đồ của mình rồi. Ghét quá. À, trời má, nguyên tố đi. Mày. Chơi xử nguyên tố đi anh em ơi, kệ bà. Rồng nhã đang chờ con rồng 3. Cay thế nhở. Thế lấy hai thương thì mình cũng khá là vui vì có hai thương đấy, nhưng mà cái kia cũng ngon ý, cái mana quan trọng hơn nhiều. Thiếu sách thánh, thiếu ngọc đại, thiếu nhiều cái lắm. Hai thương cũng ngon nhưng mà một thương là đủ rồi, không cần hai thương. Ấn nhầm anh em ơi, xong để ấn nhầm hai phát rồi đấy. CDK này ulti nó còn chưa ulti được nữa, cần thiếu ngọc đại con CDK nữa. Mà chúng ta phải nên đổi chiến thuật thôi, chúng ta nên chơi con rồng 3 thôi. Kiếm hai con rồng nữa đấy. Chơi rồng 3 đi. 5, 6 máu mẹ này sắp đi hết rồi. Má muốn thấy con Celica nó ulti thôi. Mà cũng không được nữa. Ê phải bế góc này để thủ con rồng con phong cát này nhá. Phong cát của mình hơi khó để chơi nhỉ. Cho bay sừ xuống đi. Bye bye em. Thương đáy, thương đáy. À thổi góc này. Em chạy em. Ai cho em chạy em ơi, em ai cho em chạy. Ơ một thẻ tăng sao nhá, vẫn chơi được con rồng 3 nhá, hên xui. Bế con teo. À không, bế được con teo. Voi ulti lâu quá. Cháu thua trận này ta. Voi không ulti được, không có gì ulti được. Cháu phải lấy lại bán thần nhỉ, hay mua lại bán thần ta. Cho voi ulti sớm hơn. Tiếc đồ mana quá. Đồ mana đấy, thứ nhất là con mana này con Celica sẽ ulti được này. Thứ hai là con rồng sẽ ulti được này. Và con Illu sẽ ulti được luôn. Tiếc nhở. Voi ulti cũng sớm hơn. Ôi trời ơi. Càng nói càng tiếc.
lights is fleeting. Darkness forever. Đám con. Ê, hạo này kéo vào phát đi luôn không? Dòng này thêm một con nữa. Ê, nhưng mà không lên con rồng ba nữa mình cũng hơi ghét đấy, hơi bực đấy nhá. Hai kia đánh nhau đúng không? Thế thì chỉ có một bạn đi thôi anh em ơi, vẫn còn một bạn ở lại. Có lên con rồng ba chơi cho vui. Trận này đồ rồng cũng khá là mắc ping. CDK thì nhót, còn CDK 1 này trông vô dụng. Dọn Chí Bình à? Chí Bình này điên lắm, sợ bạn dọn Chí Bình lắm, không sợ bạn kia nhưng mà sợ bạn dọn Chí Bình này lắm, bạn này thú. Càng quá anh em ơi. Cát sớm. Bán đi luôn. Là con rồng ba đấy. Thêm sắp tới mình thêm con rồng nữa à? Thêm con gì? Thêm con Lily chăng? Chắc thêm con Lily. À mất công lấy cái thanh kiếm, lấy cái pháo thủ về làm cái quái gì không biết. Chẳng hãy đập lên con CDK2. Ở đây lắm thì đập lên con CDK2 vậy. 6, 5. Thôi lấy hàng ngọc đại nhé, hàng ngọc đại cho CDK công ty luôn nhé. Vãi nhái thật. Chết rồi, kiếm đâu ra con rồng cuối anh em ơi. Thôi kệ. Chờ một chút, có thằng quỳ nó ra chỗ này ghét thế. À đây CK bán được rồi này. Chả được cái bán tích sự gì. Nhảy. Piu. Tiếc quá, rồng ba các thứ. Ô con rồng ba. À rồng ba. Ê lại ấn nhầm kia. Eo ơi chồng. Không bao giờ chơi game nữa anh em. Má. Trời ơi sao mình ấn nhầm nhiều thế nhỉ? Chắc đến giờ đi ngủ rồi, bọn em buồn ngủ quá. Não nó hoạt động kém rồi. Thôi vậy thôi anh em ơi, mình đến đây kết thúc rồi. Anh em thích kênh này hãy like, subscribe và hẹn gặp lại anh em trong các clip lần sau nhé. Má dục ba của mình.